Quận Ninh Kiều tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động năm 2023. Tại hội nghị, các ý kiến tập trung vào các vấn đề như việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động, quy trình thực hiện đối tượng tham gia, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, phương thức đóng cũng như quyền lợi và mức hưởng của người lao động. Các ý kiến đóng góp được ban tổ chức giải đáp, đồng thời tuyên truyền các công ty, doanh nghiệp và nhân dân hiểu rõ về sự cần thiết, vai trò, lợi ích, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo sự đồng thuận, thống nhất. Năm 2022, toàn quận Ninh Kiều có số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 100% so với kế hoạch. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 60,5% kế hoạch. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 100% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% kế hoạch.